Thưa quý vị và các bạn, theo một nghiên cứu mới đây, trẻ em Việt Nam đọc ít hơn 5 cuốn sách mỗi năm. Tại các vùng nông thôn, tỷ lệ này còn thấp hơn nữa. Trung bình mỗi năm, một đứa trẻ chỉ đọc khoảng 0,2 đến 0,8 quyển sách. Bên cạnh đó, thì việc học và đọc sách bằng tiếng Anh vẫn còn là một trong những thách thức lớn. Với mong muốn khơi dậy tình yêu sách và thúc đẩy thói quen đọc sách cho trẻ, vừa qua thì chương trình Kids Need Book đã phối hợp cùng với trường mầm non Trăng Đỏ tổ chức sự kiện Ngày hội trẻ cần sách tại Hà Nội. Sự kiện với sự tham gia của một số những diễn giả tâm huyết với giáo dục và nhiều hoạt động thú vị thu hút đông đảo sự quan tâm của phụ huynh cũng như các em nhỏ, xoay quanh chủ đề làm sao để khơi dậy tình yêu với sách và nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho con. Góc khoa học, thủ công và các trò chơi dân gian. Không gian thư viện trong và ngoài trời hấp dẫn. Cùng khu vực trại kể chuyện với các tình nguyện viên nước ngoài và Việt Nam dành cho các nhóm trẻ với nhiều trình độ tiếng Anh khác nhau là những hoạt động thú vị trong khuôn khổ Ngày hội trẻ cần sách diễn ra vừa qua. Mình là gọi là một phụ huynh rất là non, rất là trẻ. Mình luôn muốn kiếm những hoạt động, đặc biệt là những ngày cuối tuần cho con gái của mình. Mình qua Facebook ấy, và mình thấy là có nội dung về event này. Chính vì thế là mình đã qua đây và chỉ qua trường mầm non này mua vé cho con đến đây. Lấy cảm hứng từ hệ thống thư viện công tuyệt vời của thành phố Auckland, New Zealand, Ngày hội trẻ cần sách giới thiệu đến bạn đọc thư viện Kids Need Book là một trong 3 dự án của Việt Nam được quỹ Seeds for the Future thuộc chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama hỗ trợ. Bằng việc thu thập sách từ các quốc gia nói tiếng Anh, dự án đã xây dựng được thư viện cộng đồng cho trẻ, góp phần giải quyết thực trạng thiếu sách tiếng Anh nói riêng, thúc đẩy thói quen đọc sách của trẻ em Việt Nam. Như ở Nhật chẳng hạn ấy, thì là... Cũng trong khuôn khổ ngày hội, các phụ huynh còn được giao lưu với các diễn giả tâm huyết trong ngành giáo dục, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tạo lập thói quen đọc sách cho con ngay từ khi con còn bé. Trời rất rộng và rất sâu, mẹ mong bao giờ con tới. Nó rất là đáng yêu và nó ngắn như vậy. Một vấn đề của xã hội, thứ nhất là văn hóa đọc của người Việt Nam. Đấy. Tất cả mọi cái phương tiện hiện nay đã làm cho mọi người đôi khi là quên đi cái thói quen là đọc sách. Và thứ hai là tìm thấy niềm vui, nguồn cảm hứng trong quá trình đọc sách. Thứ ba là làm thế nào để giáo dục cho con của mình cũng có cái thói quen là thích đọc sách và học, tự học bằng sách. Đấy là một cái điều mà thực sự rất là đang cần quan tâm. Cái kiến thức mà chúng ta học ở trường rất là ít ỏi để phục vụ cho cuộc sống. Và một người có thói quen đọc sách thì người ta sẽ có lợi thế rất nhiều trong việc tìm hiểu bất kỳ những cái lĩnh vực gì mới. Ngay từ khi con ra đời thì mình luôn luôn có những cái chiến lược để con yêu sách. Ví dụ như là cái thời kỳ đầu thì tất cả các bố mẹ sẽ gặp một trường hợp là khi con còn bé thì tiếp xúc với sách, không có bạn nào yêu sách ngay cả. Nhưng mà mình luôn luôn là tạo cho các bé những cái cảm giác dễ chịu khi các bé được gần với sách. Dần dần mình sẽ hướng cho con cái việc mà trân trọng sách. Trong một cái buổi hôm nay thì thôi, cho tôi thấy là thực sự rất là có ý nghĩa. Đó là về phía cộng đồng xã hội, đặc biệt là về phía phụ huynh, gia đình. Làm thế nào để đồng hành cùng với các con, không phải là từ lứa tuổi nhỏ đâu, ngay sau này lớn lên cũng rất là cần sự đồng hành của bố mẹ. Và trong sự đồng hành đó là những vấn đề liên quan đến sách, một cái văn hóa đọc để hỗ trợ cho mỗi một con trong gia đình sống hạnh phúc, thành công hơn. Truyền cảm hứng, thúc đẩy thói quen và kỹ năng đọc sách, kể chuyện, gia tăng kết nối giữa cha mẹ và con cái. Những hoạt động của Thư viện Kids Need Book sẽ tiếp tục đồng hành cùng trẻ em Việt Nam với nhiều sự kiện trong hành trình nâng cao văn hóa đọc.